Ông thích đâu rồi ta? Hu. Trời đất ơi, cái gì vậy bà? Nó làm biến tới vậy á, kêu nó gà nó không gà luôn. Trời ơi, cái ghế con đen thui sao ai thấy? Nuôi con chó gì đen quá vậy? Trời ơi, Pepsi của người ta mà. Em thấy cái nhà màu giống Pepsi không? Đi hả, người ta không thấy là người ta đạp lòi luôn. Dễ gì. Ê, anh Thức, em nói nghe nè. Cái gì? Hôm qua anh chỉ em cái tủ lạnh đó bị giật á. Em đăng lên cái 100.000 người coi luôn. Đủ, im ta. Dạ. Ê, cái mẹo đó hay không? Thấy hay không? Thấy hay không? Hay, 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 hay giật luôn mà. Đâu bị giật nó đâu đó, có nghĩa là mơ mốt á, là nhà nè có tủ lạnh nè, máy giặt nè, hoặc là máy tính nè, hoặc là những cái đồ điện mà mình xài mà hay mà đụng vô cái nó giật, đụng vô cái giật á, là mình khắc phục cái kiểu đó bảo đảm 100% hết luôn. Bây giờ còn giật không? Không. Cái tủ lạnh không có làm em giật, ghế em liều luôn anh. Yeah. Thật luôn, ghế thành và liều luôn. Bởi vì đâu phải là ai cũng biết đâu, có người biết người không đó, thì mình sẽ chỉ những cái mẹo đó, thì ai áp dụng được cái gì mình áp dụng, mẹo hay mà mình chia sẻ cho người ta biết. Ờ, đứa nhà này anh còn cái mẹo nào về điện nó không? Sẵn chí em luôn đi. À, mẹo về điện hả? Ừ. Mẹo về điện á là nó có muôn ngàn muôn dạng cái mẹo. Đó. Nhưng mà anh á có một cái mẹo nè, không phải là về điện nhưng mà cực kỳ hay luôn. Em biết thường thường á là em sử dụng máy giặt. Và thường thường em giặt nó không, thứ nhất là giặt không sạch nè. Và thứ hai á cho em đổ dầu xả cái nồi đổ nhưng mà nó vẫn còn mùi hôi. Ừ. À, nó bị hôi cái mùi mốc 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 á. Và thứ ba là biết sao? Em giặt cái mà em mà để phải không? Để rồi nó có cái mùi kỳ lắm, như chua 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 vậy đó. Giặt rồi mà không phải liền á, đúng không? Đúng rồi, nó như chua vậy. Ừ. Là trên máy giặt á là sẽ có một cái chỗ vệ sinh, hai chỗ vệ sinh. À. Bởi vậy thường thường em máy giặt em chỉ biết là đổ xà bông vô giặt thôi phải không? Đúng rồi. Không biết vệ sinh. Đi vô nè, để anh chỉ ra, đợi sẵn anh vệ sinh máy giặt anh luôn. Ờ vậy hả? Vậy sẵn chỉ em luôn đi. Mới mốt là làm là đem cái máy giặt về ở nhà làm ra liền. Về làm liền, chỉ là về em làm liền luôn. Nè anh Thức, cỡ này vệ sinh sao? Trời ơi, vệ sinh trong lòng là cái lòng á, là lúc nào nó cũng giặt sạch hết trơn rồi. Đó, trong lòng mình khỏi cần vệ sinh. Đó, mình chủ yếu là mình vệ sinh ở ngoài. Thứ nhất á, là người ta có cái chỗ nè, để cho mình vệ sinh nè. Đó, nếu mà giặt cái trường hợp giặt đồ không sạch hoặc gì đó, thường thường nó sẽ bị ngay chỗ này nè. Đây, một á, là những có cái máy giặt á, là mình dặn này ra được. Còn cái máy giặt này á, thì á, là mình có cái nút nè. Ừ. Mình bóp nè, mình bẻ cái cây này xuống nè. Đó, cho nước dơ, nước bọng nha, nó chảy ra hết nè, thấy không? Đúng rồi. Thấy lợn còn cần thấy ghê không? Đó. Để chút xíu anh lấy đồ á, là anh hứng. Đó, đúng rồi, anh xả ra nước ra cho hết. Đây là cái chỗ mà để dành mình nó xả cặn, xả dơ á. Có nghĩa là mình xài lâu ngày á, là nó sẽ bị cặn dơ nằm ngay chỗ này nè. Đó, là mình phải xả bỏ. Đó, là thứ nhất là mình phải vệ sinh chỗ này nha. Còn một cái chỗ rất là đặc biệt luôn. Cái chỗ dơ mà cực kỳ dơ luôn. Rồi, chỗ nào? Đây nè. Đây, thường là cái khay nè, nó rất là dơ. Em nhìn ở ngoài vô vậy là không thấy dơ phải không? Đúng rồi, nó có thì á là trên cái khay nó sẽ có cái nút nè. Nó chữ B U S H nè. Tất cả cái máy giặt nào cũng có hết trơn. Mình đè cái nút này xuống. Đây, mình đưa vô trong nè. Thấy không? Em đưa vô trong em đè cái cạch xuống này. Đó. Đây phải không? Ừ. Đè ở tút trong. Đó, phải xuống không? Rút ra. Ý trời. Đó. Nếu mà không biết rồi sao rút, trời, rút chắc đúng thương rồi. Quá. Nó có một cái nút ở đây. Quạt em nhìn nè, nó dơ thấy không? Đúng rồi. Dơ mà dơ cực kỳ nè. Sao nó dơ vậy? Đó. Tất cả cái máy giặt nào cũng vậy chứ. Nhớ nha, rút cái lòng này, cái đồ để nè, mình vệ sinh nè. Để không thôi cái nước nó cứ xả vô đây. Đúng rồi. Tại vì nước á nó tới mà cái lúc mà nước xả thì nó sẽ xả cái nước này nó vô đồ. Ừ, đó, đây cả nhà thấy nè. Đó, nè, dơ không? Dơ kinh khủng không? Cái nào mình vệ sinh hoài luôn á mà nó vẫn dơ thì mình đưa lên cái chỗ mà dội nước rồi nè. Đó, để anh giờ chỉ ra cái bẹo vệ sinh luôn. Mình lấy cái bàn chải nó găng á. Đây mình chà ra. Đó, cả nhà thấy không? Đó, chà cho nó sạch ra hết trơn. Đó. Đây, đó, mình chà sơ sơ ra là sạch thấy không? Cái này là chỉ cái bàn chải đánh răng mới chà được nha. Trong cái lỗ nó hơi nhỏ nha. Đúng rồi, đây bàn chải đánh răng nè. Đây những cái lỗ nè. Thấy cả nhà thấy không? Vàng tươi luôn thấy không? Ừ, trong cái. Đó, nó đen nè. Đen cực kỳ đen. Đó, mình chà ra cho sạch. Đó. Đây rồi anh sẽ chỉ em một cái chỗ vệ sinh nữa. Nó cũng dơ y gan vậy luôn. Trời ơi, vậy là nhiều chỗ vậy hả? Đúng rồi. Của bộ em suy nghĩ là cái máy giặt á là bộ sạch lắm vậy á. Nè cái này ý ơi, là cưng trà cái này giùm anh đi. Đó, trà coi cho sạch nha. Trà ba bên bốn phía năm phía vậy á, trà cho sạch hết trơn là ok. Còn cái phần mà bên dưới nè thì mình cũng vệ sinh luôn nha cả nhà. Nó rất là dơ, bây giờ mình mở đèn led cho cả nhà coi nè. Đó, thấy nó dơ cực kỳ dơ luôn không? Trời ơi. Đó, mình xài biết bao nhiêu ở trên luôn nha, nhớ nha, ở trên luôn nha. Nè. Đó, ở trên nó sẽ dơ nhiều không? Bởi vì em suy nghĩ là bộ cái máy giặt là nó sạch lắm cái gì đó. Nè, bây giờ em cầm đây để anh chỉ cho em cái cách vệ sinh. Thì cái cách vệ sinh rất là đơn giản mà nó là sử dụng
giấy nè và nồi lau cũng được, nhưng mà mình sử dụng giấy đi, tại mình lau cái mình bỏ luôn. Còn á mà cái nồi lau á thì mình bắt cái giặt lại mất công đó, mình vệ sinh nè. Khăn giấy ướt cũng được, đây mình chùi qua sạch, chùi trong này nè đó, cả nhà thấy nè, chùi thấy ghê không? Rồi đây nè, nè. Trời dơ ơi hết. Dơ kinh khủng luôn chứ không phải là dơ đâu đó, mình chùi ra cho sạch. Nhớ nha cả nhà, đây là những cái nơi mà nấm mốc nó sinh sôi nảy nở, nó làm cho mình mặc đồ bị ngứa nọ đó. Đó, thì mình sẽ vệ sinh này cho hết. Rồi, đó. Chùi ra. Cái này thì nó ẩm tối ngày à, nên nó vệ sinh nó rất là dễ ra. Thấy không? Vệ sinh tới đầu nó dơ rồi, thấy không? Đây, đó, mình vệ sinh ra cho hết. Đúng rồi, chút xíu anh sẽ chỉ cho em cái anh thêm một cái mẹ cách để mà để gắn vô nữa. Ừ. Để mình không biết gắn nó gãy cái mắt mình ha. Ừ. Khó quá em. Cũng đúng rồi, nó có cái chỗ nó để cho mình đó là vệ sinh đó, chứ mình không phải là tại sao người ta để làm cái nút đó làm chi, đặng cho là mình lâu ngày ta vệ sinh, nhưng mà mình không để ý đó. Chắc gì đó là cả nhà mình xài cái máy giặt á, là từ trước giờ mình biết vệ sinh ngay chỗ này. Mình thì mình vệ sinh liên tục nên là nó cũng không có được đóng nhiều lắm. Còn mà cả nhà mà từ ngày xưa giờ mình xài máy giặt mà không vệ sinh á thì nhìn gỡ ra là nhìn thấy gớm luôn. Đây, sau khi mình vệ sinh xong rồi, mình rửa cái này sạch rồi nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn vô thôi. Đây. Đó, đây mình gắn vô nè. Lúc mà gắn vô đừng có đè vô luôn nha. Ví dụ mà có nhiều cái á thì đè vô nó được, còn nhiều cái á mình nhấn cái này lại cái nút nè. Nhấn lại cái nút nè, mình đẩy nhẹ cái này vô nè. Đó, thì nó nhẹ hơn. Thì trong lúc này là nãy giờ mình vệ sinh á là bụi bặm gì nó vô đây rất là nhiều, hoặc là đây thì mình á dặn qua cái chế độ mà xả đó, mình xả nó một cái đó là ok. Mình giặt luôn anh? Không, mình xả, bấm vô cái chữ xả đó à, đó mình xả cho nước nó ra hết trơn là ok. Trời ơi, nó dơ này kinh khủng gì trời. Ừ, đây 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 cả nhà thấy không? Ủa vậy là xong rồi đó phải không? Nó dơ kinh khủng luôn á. Cái này mình vệ sinh là đơn giản ở ngoài thôi, còn cái lòng giặt thì để cho thợ người ta, đừng có đụng tới. Vậy hả? Ủa sao không học anh chỉ luôn đi, khỏi tốn tiền. Thôi được rồi.